She said her favorite color, yeah. She said her favorite color yellow. It looked good on her dress. Trying to be slim, thick, nothing less. But she's falling in and out of love. Her heart was broken. Wonder if your summertime crushes even notice. It burns in July. And it felt like a dream. Xin chào, mình là Thạch Trang. Đợt vừa rồi mình khá là bận, thế nên là lâu lắm rồi không được đi chơi. Và hôm nay thì là cuối tuần, hôm nay là thứ 6 và mình có thời gian, thế nên là mình với chị Chối quyết định là lên Frankfurt và đi mua sắm một chút. Và mình sẽ đi chợ đồ cũ này, có một cái pop-up Vinokilo sale ở trên Frankfurt, cộng với cả đi Muji, đi mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ để mua đồ trang trí cho nhà mình nữa. Nên là chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá, đi thôi. Chợ đồ cũ lần này mình đi thì khác với những cái chợ đồ cũ trước, bởi vì nó là một cái pop-up sale, tức là nó chỉ mở bán trong vòng 3-4 ngày gì đó thôi. Và mọi người đến đây thì đều phải mua vé, thế nên là mình cảm thấy là mọi người đến đây đều là những kiểu người săn đồ cũ ấy. Kiểu quay đi quay lại một cái là mọi người đã khua hết đồ đẹp, và xong mình lại phải đứng đợi một lúc để người ta mang dần đồ mới ra. Như thế kiểu mình thấy cũng khá là vui. Với cả đồ ở đây thì giá cũng không rẻ nữa, 1 triệu cho 1kg đồ. Mà mình mua đồ mùa đông ấy, mình mua áo len các thứ, thế nên là không hề rẻ một chút nào. Xong rồi, mất hơn một tiếng ở đấy. Lòng vòng, kiểu bọn mình chọn rất là nhiều luôn ý. Nhưng mà đến lúc cân lên thì nó đắt. Kiểu chỉ tầm 3-4 cái áo len thôi là đã gần 100 oi rồi. Thế nên là mình phải loại bớt đi. Thì cũng có một vài cái trông ok, nhưng mà cũng có một vài cái phải sửa nữa ý. Nhưng mà bây giờ thì chúng mình sẽ đi mua đồ tiếp thì ở trong trung tâm thành phố, để mua những cái hộp đựng các thứ để mình kiểu xếp những cái đồ ở nhà mình ấy. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ đi ăn chân gà. Chân gà. Vào đến trung tâm thì bọn mình quyết định là đi tìm một cái gì đó để ăn trước khi mà đi mua đồ tiếp. Thì ở Frankfurt có rất là nhiều đồ Việt Nam cực kỳ ngon và chuẩn vị. Hôm nay thì bọn mình ăn bánh mì. Điểm đến tiếp theo của bọn mình là Kaufdich Glücklich. Thì cái cửa hàng này có đồ decor khá là đẹp, khá là trendy, trông giống mấy cái ở trên kiểu Instagram ấy. Thế nhưng mà có một cái đặc điểm nữa, đấy là nó cực kỳ đắt, kiểu giá cả cực kỳ vô lý luôn ấy. Một cái cốc ở đấy ấy, giá phải đến 25-30 oi, tức là tầm 700-800 nghìn. Mình thấy như thế là quá đắt luôn, thế nên là mình cũng chỉ mua đúng cái hộp mà mình cần thôi. Xong rồi thì bọn mình moving on đến một địa điểm khác. Và điểm tiếp theo của mình đấy chính là Muji. Từ hồi mình chuyển về đây thì có một điều khiến mình rất là hạnh phúc, đấy chính là Darmstadt thì ở rất gần Frankfurt. Mà ở Frankfurt thì không thiếu một cái brand nào cả, gần như là tất cả các brand mà ở những chỗ khác có thể là không có thì ở Frankfurt đều có hết. Mình đang ở trong Muji thì mình đang ở cái quầy stationery của họ, để mua bút, để vở các thứ để viết bài trong năm học mới. Đây, vở ở Muji rất là xinh luôn, nhìn kiểu minimal cực kỳ đẹp. Giấy vở cũng đẹp nữa, mình cực kỳ thích vở ở đây luôn ý. Kiểu như là cả một cái kỳ vừa rồi ấy, mình nghĩ là đã mua iPad rồi thì sẽ viết tất cả mọi trên iPad, không bỏ tiền ra mua vở nữa. Nhưng mà thực chất thì kiểu vẫn cần một vài quyển vở để viết take note các thứ ấy. Mình sẽ làm một cái hall stationery, hoặc là cách mà mình take note, viết vở các thứ cho mọi người trong khi nào mà mình vào năm học, thế nhé. Đủ. Mọi người ơi,
tuyển vời này đẹp dã man luôn ý. Nó kiểu trơn từ ngoài vào trong. Quay cho mọi người xem. Wow. Lịch à? Ồ, thì mua thêm cả cái này nữa. Cái này để trong nhà vệ sinh thì để kiểu những cái đồ giữ rửa mặt, tẩy trang, rồi dưỡng da các thứ trong này. Bởi vì là mình muốn mọi thứ nhìn nó cứ được đóng hộp ấy, không lộn xộn kiểu chai xanh chai đỏ ở trong nhà vệ sinh ấy. Thế nên là mình mua cái này để không nhìn thấy. Chứ cái rổ hiện tại đang để nó hơi bị lộn xộn. Xuống để quay nốt một cái đoạn try on haul, thử những quần áo hôm qua mình đã mua được. Bởi vì mình biết là khi mà đã xem video đi mua quần áo các thứ rồi ấy, thì mọi người rất là muốn xem cái đoạn thử quần áo mặc lên xem là có những cái gì mặc trông như thế nào. Thì đây, đây là cái đống quần áo hôm qua mình mua được. Nó cũng không nhiều đâu, đây có một tí thế này thôi, có ba cái thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn mặc lên cho mọi người xem thử. Đây đầu tiên là một cái áo cực kỳ xinh, một cái áo gilet. Mình thấy là dạo này mọi người đang rất là thích mặc áo gilet ra ngoài áo phông này, ra ngoài áo sơ mi này, hay là áo sweater như thế này cũng có thể mặc gilet ra ngoài. Trông rất là xinh, đấy, thế nên là mình cực kỳ thích cái áo gilet này, trông rất ấm áp. Tiếp theo là một cái chân váy, nhưng mà cái chân váy này chắc là không try on được bởi vì là nó vẫn còn rất là rộng. Và mình thích cái vải của nó ấy, mình thích cái màu này, nhưng mà nó cực kỳ rộng và mình nghĩ là mình sẽ để lại một chỗ để mình sửa sau, và mình sẽ quay video sửa quần áo cũ. Nào mình có kiểu nhiều đồ một chút ấy thì mình sẽ quay. Và mình còn đang muốn mua một cái máy khâu nữa, rất là muốn mua một cái máy khâu. Thế nhưng mà thấy mọi người bảo là nếu mà mua máy khâu mini ấy thì nó rất là kiểu trông như đồ chơi và nó không làm được gì mấy. Còn nếu mà mua máy khâu xịn hẳn ấy thì nó cũng phải 200-300 oi. Thế nên là mình đang suy nghĩ một chút, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ làm. Và mình sẽ còn đi nhiều chỗ đồ cũ trong cái thời gian này nữa, vì là mình đã đến vùng đất mới, mình muốn đi khám phá tất cả chỗ đồ cũ ở đây. Đây thì đây là cái váy này,
mình nghĩ là mình sẽ cắt ngắn nó đi này và bóp bụng lại cho nó sẽ xinh hơn. Và cái cuối cùng, đã đến cuối cùng rồi, đây là một chiếc áo len sweater như thế này, xinh không? Trời ơi, kiểu như là nó rất là hợp với dáng của mình ấy. Mình thích những chiếc áo mà nó rộng, hơi rộng một chút, oversize, nhưng mà nó lại không quá dài xuống dưới. Mình sẽ thử lên, mọi người sẽ nhìn thấy ở trong try on, cực kỳ xinh luôn. Ok, thì đó là tất cả quần áo mà mình mua được ngày hôm qua. Bây giờ hãy cùng xem là mình try on như thế nào nhá. Then I would have no light, and someone else would find your beauty new. Live my